Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã click vào video này của Mai nha. Thì hôm nay Bạch Mai sẽ hỗ trợ mọi người cập nhật giá xe này, cũng như là chương trình khuyến mãi rồi thủ tục trả góp cho mọi người cùng được tham khảo. Hiện tại là vào tầm khoảng là giá xe là tầm khoảng là đầu tháng 3 đi ha, cho mọi người cùng tham khảo. Thì hôm nay em sẽ review cho mọi người về dòng xe AB cũng như là dòng xe của Vario, xe Việt Nam và xe nhập khẩu luôn. Thì mọi người coi ưng xe nào thì mình sẽ mua xe đó ha. Thì hiện tại em đang đứng kế bên, em sẽ review cho mọi người hầu như tất cả màu sẽ là màu sơn 3D hết. Tại vì màu zin cơ bản của nó thì nó chỉ có những màu cơ bản như vậy thôi. Ví dụ như màu xanh, màu đỏ, rồi màu đen nhám. Thì hôm nay muốn có sự khác biệt thì em sẽ lên cho mọi người là màu sơn 3D ha. Nó rất là khác biệt và rất là đẹp mắt. Thì hiện tại này con này là đang là màu trắng, trắng đen 3D nhé, trắng đen 3D. Lên trên phiên bản tiêu chuẩn ha, chứ không lên từ con đặc biệt. Thì cái màu trắng này này, nó sẽ có một số chi tiết tem cho mình. Ở đây nó sẽ thể hiện cho mình là chữ Honda này, rồi một số chi tiết hình này, có chữ AB nữa này. Sẽ nói chung là sẽ thể hiện xe tên gì. Đó, ở đây thì nó sẽ có chữ Everest này, Limited Edition. Đó. Cái thường cái chữ này này, người ta sẽ hiểu là phiên bản giới hạn. Nhưng mà vì cái này là sân 3D nha, nên là mình muốn viết cái chữ gì lên thì mình viết. Mọi người có muốn viết tên của mình hoặc là tên của mình này kia, vợ con này kia, thì mọi người sẽ inbox trực tiếp qua cho Mai đi, hoặc là gọi điện đi. Em sẽ hỗ trợ lên sân theo yêu cầu cho mọi người luôn nha. Và hiện tại này, trên con xe này thì em đã lên một số phụ kiện cơ bản cho mọi người thôi. Giống như là cái ba ga này. Mọi người đừng có tưởng là khi mà mua xe thì nó sẽ có một cái ba ga sẵn như này nha. Không đâu, mọi người phải mua riêng nhé. Nói chung là giá thì rẻ thôi. Mọi người có liên hệ đặt lịch trước thì em sẽ hỗ trợ giảm giá từ 10 đến 70% tùy theo món ha. Đây có cái thảm chân này, để chân này, đó, cho nó sạch sẽ. Thì ở đây sẽ có một số chi tiết như là cái ốp này, ốp vô này, tay dắt này. Nó sẽ đảm bảo chiếc xe của mình được sạch sẽ hơn, với lại là đỡ phần trầy xước cho mình á. Và hiện tại cái màu sơn 3D này thì bên em có rất là nhiều. Và màu sơn 3D thì mọi người sẽ được bảo hành trong vòng là 1 đến 1 năm rưỡi. Nếu mà bong tróc, có bị bong tróc, nổ sơn bay màu gì đó thì mọi người cứ đem trực tiếp tới cửa hàng, em sẽ hỗ trợ bảo hành miễn phí nha, free không lấy tiền. Rồi ok. Thì còn chiếc xe, đây là xe của Việt Nam, thì mọi người sẽ được bảo hành tại tất cả các hãng Honda, Honda Việt Nam của mình ha, 3 năm hoặc là 30 ngàn cây, tùy theo điều kiện nào tới trước thì mình sẽ tính trước. Con cà vẹt này thì sẽ là màu trắng ghen luôn cho cả nhà nha, hợp lệ luôn nha. Cái bên đây nữa thì em sẽ quay cho mọi người xem thêm về một màu xám tím. Này là xám tím iPhone nhé, rất là đẹp mắt. Cái màu này nhìn rất là mát mắt luôn, rất là dịu. Trên cà vẹt thì nó sẽ là màu xám tím iPhone. Chi tiết tem thì những con này em chỉ có sơn giống giống nhau thôi, chứ không có khác biệt gì nhiều. Càng đơn giản nhưng mà lại càng đẹp ha. Rồi. Ở đây thì em sẽ có con màu xanh rêu nữa. Nếu mà mọi người nhìn thì sẽ tưởng đây là con bản đặc biệt của 160. Nhưng mà không nha, đây là cái màu sơn 3D, là bên em đã sơn lại rồi. Là màu sơn 3D nhé, không phải màu zin đâu. Đó. Con này trên cà vẹt là xanh đen luôn nha, ba hợp lệ. Cái con AB này thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ tốt cho mọi người. Nó chỉ nằm màu sơn 3D luôn, là nó chỉ là 41 triệu 500 thôi. Mọi người có liên hệ đặt lịch trước thì mọi người sẽ được giảm giá thêm 2 triệu nữa. Nếu mà có liên hệ trước nha, còn không liên hệ trước thì đâu có được giảm giá đâu. Rồi, nếu mà mua góp á, mọi người chỉ cần góp thì đưa trả trước cho em tầm khoảng 6 triệu đi, là mọi người đã có thể sở hữu được xe rồi ha. Cầm theo căn cước công dân là được rồi. Rồi, bên em sẽ giới thiệu cho mọi người thêm về dòng xe nhập khẩu, dòng xe tay ga nhập khẩu. Nói chung là đây là một dòng xe gọi là đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Dòng xe nhập khẩu nhưng mà với mức giá thì cực kỳ là tốt, nó không có cao đâu. Vario thì hiện tại là mọi người mua xe với mức giá cực kỳ tốt, nó chỉ nằm tầm khoảng là 38 triệu đến 41 triệu là màu sơn 3D luôn. Nhưng mà nó sẽ tùy theo phiên bản, mọi người sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản chìa khóa và phiên bản smart key. Thì em sẽ báo chung chung phiên bản chìa khóa thì nó nằm tầm khoảng là 38 triệu ha. Đây sẽ có màu vàng này. Vàng thì trên cà vẹt là vàng đen 3D. Nó sơn là nó chỉ có sơn màu vàng với lại một số chi tiết tem như là chữ Honda rồi Vario thôi, chứ nó cũng không có gì nhiều đâu. Rồi. Đây sẽ có con màu xanh nữa, đây là gọi là xanh lục bảo nhé, xanh lục bảo này. Xanh lục bảo, đây là xanh xi măng. Xanh xi măng thì sẽ có là màu xám xi măng nữa, nó sẽ nhạt hơn này một xíu. Trên cà vẹt là màu xanh luôn ha. Đây xám tím iPhone như con AB bên hồi nãy này, xám tím iPhone này, xám tím iPhone. Rồi, đây là màu đen bóng này là phiên bản màu zin nha, phiên bản màu zin của nhà máy luôn. Thì hiện tại mức giá của em này thì nó chỉ nằm tầm khoảng là 36 triệu thôi, 36 triệu.
Màu jean thì chắc chắn khi mà mọi người mua thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với phiên bản sơn 3D. Tại vì khi mà sơn 3D lên rồi, đó là sơn độ rồi, thì mình sẽ phải tính thêm chi phí sơn nhé, chi phí sơn xe, chứ không thì không có màu đẹp cho mọi người được. Đây sẽ có cho mọi người con trắng, trắng ngọc trinh này, rất là đẹp mắt nha, trắng ngọc trinh nha, trên cả vẻ là trắng đen. Rồi, đây có hồng baby nữa này, hồng sữa. Em thì còn rất là nhiều màu sơn 3D khác nữa. Nói chung video này thì em sẽ không có thể là quay đầy đủ hết cho mọi người xem về tất cả những màu sơn bên cửa hàng được. Tại vì là cũng nói chung là cửa hàng thì cũng khá là chật hẹp, thì nó không đủ chỗ để mà trưng xe hết, để mà sơn xe lên được. Và mọi người có đang muốn mua góp á, thì dòng xe Vario này mọi người chỉ cần trả trước từ tầm khoảng là 4 triệu trở lên giúp em là mọi người đã có thể sở hữu được xe rồi ha. Và mọi người cầm theo căn cước công dân gốc cùng em. Với lại bên em sẽ có là 4 ngân hàng hỗ trợ cho mọi người trả góp, thì sẽ có là MB này, HD này, FE này, rồi là Home Credit. Thì mọi người có muốn làm theo ngân hàng nào á thì mọi người cứ lên, mọi người muốn làm ngân hàng nào em sẽ hỗ trợ làm ngân hàng đó cho cả nhà luôn. Và khi mà tới mua xe á, mọi người nhớ nhá, có nói là liên hệ trước với Bạch Mai hoặc là biết Bạch Mai qua YouTube, thì Bạch Mai sẽ hỗ trợ giảm giá cũng như là hỗ trợ cho mọi người giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Thì mọi người có nhu cầu mua xe đừng có ngần ngại nha, hãy alo ngay cho Bạch Mai qua số điện thoại này, ghi dưới màn hình là 0325240470, có xài Zalo nha. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video này. Thì clip sau Mai sẽ lên những video về màu xe khác cũng như loại xe khác cho mọi người cùng tham khảo. Bye bye mọi người nha.